gì vậy con? Dạ con lấy ờ lấy đi. Lấy đi. Ăn cái gì? Lấy tôm là đặng nướng ăn con. Dạ. Mấy con ghẹ nữa. Nè. Cháo gái rồi đó bà Dung. Hello, gì đâu? Ờ, quán rồi quá trời đồ ăn rồi nè. Trời ơi, thấy chưa, nó ở nhà không bao giờ. Nó ở đây mà nó không có ra đây nó ăn nữa. Giờ về ăn, về đi ăn nè. Cô Sáu đây không có thấy sushi á.